Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn một món ăn rất là ngon và công thức cũng rất là đơn giản nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn món bắp bò ngâm mắm và không cần cho nước cũng như là mình bảo quản được rất là lâu và không có sợ là bị nổi ván trắng nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ rất là chi tiết luôn. Nếu mà các bạn nào quan tâm đến món bắp bò ngâm mắm thì hãy cùng ăn gì đây vào bếp nha. Thì ở đây là mình tìm mua được là 1 ký bắp bò. Hơi yếu một chút xíu các bạn, nhưng mà mình cứ cho chẳng là 1 ký nha. Mình vẫn chưa có sơ chế gì hết. Bây giờ mình làm đến đâu mình chia sẻ đến đó ha. Bắp bò rất là tươi ngon luôn. Rồi ha các bạn. Trước tiên thì các bạn nhớ là mình sẽ loại bỏ cái lớp màng này nè các bạn. Cái lớp da nè. Cái gọi là cái màng trên bắp bò nè các bạn. Có mỡ thì các bạn cũng bỏ luôn. Đây ha các bạn, mình đã loại bỏ cái màng ở trên thịt bò nè, rồi mình cắt ra như thế này. Bây giờ thì mình sẽ đi rửa sạch qua với muối nha. Mình cho đây khoảng 1 muỗng canh muối. Cho một tí nước, rồi các bạn cũng chà sát như thế này. Sơ chế giống như thịt heo vậy đó các bạn. Các bạn bắt lên bếp 1,5 lít nước. Các bạn cho đây 2 tay hồi và 1 củ gừng cắt lát như thế này. Tiếp theo các bạn cho vào đây muối. Mình sẽ cho vào đây khoảng 1 muỗng cà phê muối. Rồi ha các bạn, nhận thấy là nước vừa hơi sủi tanh như thế này thì các bạn sẽ cho thịt bò và các bạn luộc. Mình vẫn để mức lửa lớn và mình sẽ luộc thịt bò trong khoảng thời gian là 25 phút. Các bạn cho nước vào làm sao mà mình cho bắp bò và nó vừa ngập như thế này là được nha các bạn. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ đi nấu nước mắm đường để mình ngâm. Ở đây là với 1 ký bắp bò, mình sẽ chuẩn bị ở đây là 300g đường vàng, đường mỡ gà đó các bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể là thay thế bằng đường thốt nốt, đường thẻ. Rồi tương đương với 320g nước mắm ngon. Các bạn mà không thích đậm đà thì các bạn có thể giảm xuống là 300g nước mắm ngon cũng được nha. Ở đây là mình dùng nước mắm 28 độ đạm. Mình thường xuyên dùng cái nước mắm đặc sản của Hạ Long á các bạn. Rồi ở đây mình dùng giấm táo nè. Đó, giấm táo 5% nha. Mình cho vào đây là 70g. Và với công thức này hôm nay hoàn toàn không cho nước nha các bạn. Giờ bật bếp lên. Nấu cho đường tan hết nha các bạn. Màu nước mắm quá đẹp luôn. Mình làm món này mình ưu tiên mình chọn nước mắm cho thật là ngon nha. Rồi hết các bạn, lúc này các bạn nhận thấy là đường đã tan hết rồi. Và sôi bùng lên như thế này. Các bạn sẽ chỉnh về mức lửa nhỏ liu riu. Các bạn chỉnh về mức lửa nhỏ liu riu, sau đó thì các bạn sẽ cho đây là tiêu xanh nè. Rồi, ớt. Các bạn nhớ là mình để thật khô ráo nha. Mình cho vào đây. Mình trụng sơ qua như thế này với nước mắm đường để mình ngâm chung với bắp bò đó các bạn. Nó sẽ không có bị hư hỏng nha. Mình phải trụng qua như thế này. Vẫn đang để mức lửa liu riu. Các bạn trụng khoảng 1 phút rồi các bạn sẽ vớt ra. Rồi được ha các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ tắt bếp và mình chờ cho hỗn hợp nó mắm đường của mình nguội hoàn toàn nha. Phải nguội hẳn luôn nha các bạn. Nếu trường hợp mà các bạn thấy có bọt thì các bạn sẽ hớt bỏ bọt nha. Thường thì mình sẽ luộc 25 phút với mức lửa lớn. Ngoài ra thì để kiểm tra là bắp bò đó chín chưa thì các bạn cũng có thể kiểm tra bằng cách là mình dùng một cái chiếc đũa. Các bạn xăm vào. Các bạn dùng một chiếc đũa các bạn xăm vào, nếu mà không có còn tiết ra cái nước hồng nữa là chín nha. Như thế này là vẫn chưa chín nha các bạn, vẫn còn cái nước hồng nè. Vẫn để mức lửa lớn nha.
Về cái thời gian mình luộc bắp bò thì cũng phụ thuộc vào bắp bò lớn hay nhỏ nữa các bạn. Nếu mà bắp bò của các bạn lớn hơn của mình á thì các bạn luộc thời gian lâu hơn, có thể là 30 đến 35 phút. Rồi ha các bạn, bắp bò mình luộc vừa chín, ngâm ngay vào trong thau nước đá lạnh. Rất là thơm luôn á các bạn. Giờ mình cho cái hoa hồi á. Các bạn ngâm khoảng 5 phút nha. Rồi các bạn ngâm nước đá được 5 phút bây giờ thì các bạn sẽ vớt ra. Mình vẫn còn một bước lưu ý nữa nha các bạn. Đây. Các bạn quan sát các bạn sẽ thấy là vẫn còn sót lại một ít mỡ xung quanh bắp bò. Các bạn phải loại bỏ. Để khi mình ngâm á là sẽ không có bị nổi váng nha các bạn. Và bắp bò mình luộc vừa chín tới luôn các bạn. Ở bên trong nè. Đó, mình cho các bạn xem bên trong nè, mình luộc thời gian vừa đủ luôn. Đó. Màu rất là đẹp ha. Rồi hết các bạn, mình đã cho bắp bò nè. Đó, mình để khô ráo nước rồi đó các bạn. Mình ngâm trong nước đá rồi các bạn vớt ra để cho khô ráo nước. Bây giờ các bạn cho vào trong cái keo hũ thủy tinh thế này. Và trước khi mình cho bắp bò vào để mình ngâm á thì các bạn phải tiệt trùng cái hũ thủy tinh nha. Nước mắm đường cũng đã nguội rồi, bây giờ các bạn cũng sẽ cho vào luôn. Cái hũ của mình hôm nay các bạn là hơi to nè. 1 ký bắp bò. Mình chỉ làm được nửa hũ thế này thôi. Mình vẫn còn ém xuống nữa cho nên là các bạn đừng lo là cái nước mắm đường không đủ nha. Các bạn quan sát các bạn sẽ thấy ha. Đó, mình đã dùng đũa nè, mình ém chắc xuống như thế này, vừa đủ luôn nha các bạn. Hôm nay thì mình làm chỉ có 1 ký thôi, hũ này thì chắc là mình làm khoảng 1 ký 3 bắp bò thì mới đầy được các bạn. Mình không có nên để cho bắp bò trồi lên trên như thế này là được rồi, nó rất là chắc rồi các bạn. Nếu mà các bạn kỹ hơn thì các bạn sẽ gài mấy cái thanh tre vào, hoặc là các bạn cho cái chén sạch vào các bạn ém chặt xuống như mà. Như thế này là mình thấy rất là chắc rồi. Nên là mình chỉ cần đậy nắp lại là xong rồi đó các bạn. Đó. Vừa ngập như thế này luôn. Màu nước mắm quá đẹp luôn các bạn. Rồi, thường thì mình sẽ ngâm trong khoảng thời gian là 5 ngày. 5 ngày là ngon nha các bạn, 5 ngày là lên màu đẹp luôn. Còn mà các bạn muốn ăn liền thì khoảng 3 ngày thì mình ăn cũng được rồi, nhưng mà sẽ không có thấm, không có đậm đà bằng. Mình ngâm 5 ngày là ăn ngon. Rồi sau 5 ngày thì các bạn sẽ cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh rồi các bạn ăn dần thôi. Món này các bạn không chỉ là ngày thường nha, mà đặc biệt là vào những cái ngày Tết á, các bạn cũng có thể là vào bếp mình làm với công thức này. Rồi mình đảm bảo với các bạn là với công thức này nè, các bạn sẽ có được món bắp bò thật là ngon, lên màu đẹp và bảo quản được lâu. Và chắc chắn là không bị nổi váng nha các bạn, bởi vì mình đã loại bỏ rất là kỹ mỡ bò rồi. Không có sót lại miếng mỡ nào hết. Rồi hẹn các bạn 5 ngày sau thì mình sẽ cho các bạn xem thành phẩm nha. Rồi các bạn, đây là bắp bò mình đã ngâm với mắm, nước mắm được 5 ngày rồi. Giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây ha các bạn quan sát nè. Mình đã ngâm được 5 ngày, mình để ở bên ngoài, thời tiết ở miền Nam bây giờ thì cũng hơi se lạnh. Mình ngâm 5 ngày rồi nhưng mà các bạn quan sát ở phía trên mặt nè. Hoàn toàn không bị nổi váng nha. Cũng không có bị hư hay hỏng mốc gì hết các bạn. Đó, và ớt nè mình ngâm và tiêu mình ngâm cũng không có bị hư gì hết các bạn. Và bây giờ đã ngấm rất là ngon rồi, bắp bò ngấm ngon. Bây giờ mình sẽ lấy ra và mình cắt miếng mỏng mình ăn với bún nha các bạn. Đây ha các bạn, đây bắp bò nè. Đó, cái gân mình ngâm 5 ngày thấm lên màu đẹp luôn. Rồi thì các bạn sẽ cắt mỏng nha. Lúc này các bạn bắp bò nó ngấm nước mắm nên nó hơi cứng. Đây các bạn ơi, bắp bò mình đã cắt ra miếng mỏng nè. Các bạn xem nè, ở bên trong nè có xen kẽ cái gân bò. Mình ngâm 5 ngày. Đó, gân bò trong là như thế này.
ngấm gia vị rất là ngon luôn các bạn ơi. Và khẩu vị mình ngâm bắp bò ngày hôm nay á là mặn mặn, ngọt ngọt và rất là thơm luôn. Mùi rất là thơm, không hề bị ho một chút xíu nào hết các bạn. Và các bạn xem ở bên trong cái thịt bò mình luộc cái thời gian rất là chuẩn nha. Cái màu hồng nè, màu đỏ đỏ hồng như thế này, ngon lắm các bạn. Ở đây miếng gân nè. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong công thức cũng như là cách làm bắp bò ngâm nước mắm thật là ngon và đẹp mắt như thế này. Cũng như là với cách làm này thì các bạn quan sát các bạn sẽ thấy là gân bò là rất là trong luôn. Và bắp bò ngấm gia vị ở bên trong bắp bò thì cái màu đỏ hồng rất là đẹp. Đó, do là mình luộc, mình canh cái thời gian rất là chuẩn. Cũng như là các bạn có thể là sau 5 ngày ngâm thì các bạn có thể là mình ăn không hết thì các bạn cứ tiếp tục các bạn ngâm. Mình bảo quản ngăn mát tủ lạnh, các bạn dùng cả tháng vẫn không sợ bị hư hỏng hay nổi ván gì hết. Và qua video ngày hôm nay cũng như là cách làm này, mình hy vọng là tất cả các bạn sẽ yêu thích. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món bắp bò ngâm nước mắm của mình ngày hôm nay thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè hơn nữa để biết thêm một món ăn thật là ngon thế này, không chỉ vào những ngày bình thường mà vào những dịp đặc biệt, cũng giống như là vào dịp Tết thì các bạn cũng có thể là vào bếp và mình làm món này nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem hết video của mình ngày hôm nay. Mình hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.